Nay vợ chồng mình thực hiện test nhanh tại nhà. Mình có hai bộ test, mỗi loại gồm một ống chứa dung dịch, nhưng mà dung dịch này thực chất là gì mình cũng không biết rõ nữa. Thứ hai là cây tăm bông để trọt vào mũi lấy dịch, và thứ ba đó là một máy test mini. Trước khi test là phải ngồi thẳng và đầu hơi ngửa ra sau. Nhìn chồng mình cầm cây tăm bông mà mình cảm thấy hơi sợ, bị hồi hộp đó quý vị. Lúc này chồng mình chọt sâu về là ngoáy đều để lấy dịch ra nhanh hơn. Ngoáy còn mạnh hơn cả những lần mình đi test ở bên ngoài luôn. Cảm giác nó thốn thốn á, cho nên là mình cứ đẩy ra ngoài luôn. Còn ổng thì cứ lấy cái tay rồi ấn cái đầu mình vào. Nghe nó quen quen phải không quý vị? Lúc mà rút ra nó phê má hơi luôn. Bước 2 là mở cái ống dung dịch ra và đút cây tăm bông vào. Khi rút vô thì các bạn nhớ xoay xoay và bóp để cho cái dịch tăm bông á nó ra, nó hòa quyện với cái dung dịch nước. Xong rồi thì tụi mình lấy nắp đậy lại và để nơi khô thoáng tầm 5 phút để cho hai cái dịch nó hòa quyện vào nhau. Bước 3 là lấy cái ống dung dịch nhỏ từ 2 đến 3 giọt vào cái máy mini test. Cơ chế thì mình nghĩ nó cũng tự tự như là que thử thai vậy á các bạn. Ý có một vạch đỏ, nhưng mà mình sẽ chờ theo đúng hướng dẫn là 30 phút để xem thử nó xuất hiện trên vạch nào đúng không nha. Làm tương tự với chồng mình nhưng mà lần này là que thử thai của hãng khác. Xin lỗi mình nhầm, là que thử của hãng khác. Làm y chang luôn nha. Ông chồng mình ông có biểu bóp em bóp mạnh vô, biết rồi mà ông có nói hoài à. Nhớ là để 5 phút nha. Mình cũng nhỏ từ 2 đến 3 giọt y chang cái kia. Mà các bạn thấy cái máy test này nó khác không? Nó có cái nút màu cam, nhỏ xong thì ấn cái nút màu cam nó xuống nữa. Và sau đó là tụi mình ngồi hóng 30 phút sau. Tụi mình đã có kết quả xét nghiệm rồi nè. Đối với mình là loại Roche, là của Đức, thì nó sẽ có cái vạch đỏ ngay chỗ chữ C đây, có nghĩa là các bạn đã âm tính. Còn nếu mà dương tính thì các bạn sẽ có hai vạch kẽ ở chữ C và chữ T luôn nhé. Của mình âm tính rồi. Là một loại khác của Nhật thì ở đây nó sẽ có chữ R và chữ T. Nếu như các bạn chỉ hiện ra một vạch xanh ở chữ R có nghĩa là các bạn đã âm tính. Còn nếu như hiện hai vạch cả chữ R và chữ T, nói chung là hai vạch có nghĩa là dương tính rồi đó. Các bạn của mình cũng là âm tính. Chúc tất cả các bạn đều âm tính nha. Nhớ theo dõi tụi mình nha. Bye bye.